Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bài phân tích của Lê Thành Nhân. Châu chấu Hồng Kông đã vôi Bắc Kinh lão đảo do Thanh Trang trình bày. Trung Cộng mang danh giết người không gớm tay, chế độ Cộng sản Bắc Kinh tồn tại và cai trị bạo lực bằng mã tấu, dao găm và đầu súng với bằng tay nhóm máu đã từng giết gần 70 triệu người dân Tàu nay không dám động đến 7 triệu người Hồng Kông, quyết liệt xuống đường đòi tự do dân chủ, chống lại chế độ độc tài toàn trị. Từ sự hù dọa ban đầu mà Trung Cộng đã đưa lính rầm rồ tập trận gần biên giới Hồng Kông đã không làm cho đoàn người biểu tình lùi bước. Sau đó họ lại vang lên những tuyên ngôn đòi độc lập và kêu gọi Hoa Kỳ và các nước tự do Tây Phương yểm trợ cả thế giới đang để mắt tới tình hình hồng kông bắc kinh hết sức dè dặt đàn áp bằng vũ lực nếu không muốn tự đào lộ chung mình nhiều người hỏi rằng liệu có xảy ra một thiên an môn thứ hai ở hồng kông hay không câu hỏi đơn giản nhưng trả lời thì không dễ dàng chút nào cả tập đoàn cộng sản bắc kinh dứt đầu không tìm được lối thoát hồng kông như một khúc xương khó nuốt đối với tập cận bình đàn áp bằng vũ lực thì bị thế giới tẩy chay cô lập và đòn giao hàng hóa làm ra tại Trung Cộng không biết bán cho nước nào sẽ tạo nên những tình trạng ứ động và thất nghiệp tràn lan. Xã hội trở nên hỗn loạn sẽ làm tan rã chế độ. Không đàn áp thì Hồng Kông trở thành ngọn đúc dẫn đường tự do dân chủ cho Trung Hoa lục địa. Một ngày không xa sẽ thiêu rụi chế độ độc tài Cộng sản Bắc Kinh. Trung Cộng đang ở tình trạng tiến thối lưỡng nan. Cuộc xuống đường đòi tự do dân chủ của người dân Hồng Kông ngày càng trở nên những chiến công hiện hách. Trong gần nửa tháng qua, từ ngày 1 tháng 11 đến nay, Bắc Kinh họp bàn liên miên, nhưng kết quả chỉ là những lời hăm dọa. Ngoài những thủ đoạn đê tiện mà Cộng sản thường dùng như công an giả dạng côn đồ đánh đập người biểu tình, gây tai nạn những người chủ mưu để thủ tiêu, cài những tên công an chìm vào đoàn người biểu tình kích động phá hoại, đặt máy thâu hình nhận dạng, tất cả đi bởi đoàn người biểu tình vô hiệu hóa một cách thông minh trong cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình đầy sáng tạo này. Vào ngày 29 tháng 10, Hồng Kông là một trong những chủ đề chính yếu tại hội nghị Trung ương 4 của Trung Cộng. Hội nghị này đã dành nhiều thời giờ thảo luận về Hồng Kông hơn cả vấn đề thương chiến Mỹ Trung. Nhưng kết quả hội nghị Trung ương 4 chỉ đưa ra những lời hù dọa qua cái loa miệng của giám đốc văn phòng liên đạt Bắc Kinh với Hồng Kông, Thẩm Xuân Diệu, rằng Bắc Kinh sẽ không dung thứ một lực lượng nước ngoài nào can thiệp vào công việc của Hồng Kông. Đối với người dân Hồng Kông thì không tha thứ cho bất kỳ một hành vi nào nhằm chia rẽ đất nước và khiêu khích chính quyền Hồng Kông. Bất chấp lời hù dọa ấy, cuối tuần là những người Hồng Kông theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, tinh lành, nhà báo, công chức, trí thức và người dân cùng nhau xuống đường đòi yêu sách, một ngày một mới hơn bất chấp lù đàn cây, dùi cui, vòi rồng của cảnh sát đàn áp khốc liệt. Họ tổ chức rất tinh vi, xuống đường biểu tình mà như người dân tự phát. Lãnh đạo của họ biết giấu mình nên công an Trung Cộng không tìm ra đối thủ để giết rắn đập đầu Ngoài những người biểu tình ra mặt để phô trương sức mạnh quần chúng, Hồng Kông có một đội quân trong bóng tối để gây quỷ, tải thương, viết bài biện hộ cho những người ra tòa, chống lại những dư luận viên, phản bác, luận điệu tuyên truyền của Bắc Kinh. Dù ngoài ánh sáng hay trong bóng tối, đều chung một lời thề gửi thông điệp đến Bắc Kinh, quyết tâm bảo vệ tự do cho Hồng Kông. Đã 22 tuần trôi qua, bà đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lâm, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhượng bộ về việc trì hoãn dẫn độ tội phạm đến Bắc Kinh xét xử. Đôi khi bà phải bật khóc vì sự bất lực của mình. Nhưng đó không phải là mục đích mà người dân Hồng Kông mong muốn. Điều họ mong muốn là một thể chế tự do dân chủ thật sự và đòi hỏi người dân trực tiếp bầu lên người lãnh đạo Hồng Kông, chứ không phải đảng cử dân bầu như bà Carrie Lam trước đây. Bất lực đến tột cùng, ngày 4 tháng 11 vừa rồi, bà Carrie Lam đi vấn kế sát thủ Tập Cận Bình tại hội trợ quốc tế ở Thượng Hải để nhận lệnh. Tập chỉ thị sẽ không dung thứ bất kỳ hành động ly khai nào. Phó Thủ tướng Trung Cộng Hàng Chính chỉ thị thêm nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phải chấm dứt tình trạng bạo lực và bất ổn, tái lập trật tự tại Hồng Kông. Cả hai, Tập và Hàng nhấn mạnh đặt khu hành tránh Hồng Kông cần thông qua những biện pháp chủ động mạnh mẽ và hiệu quả hơn để giải quyết những vấn đề xã hội Hồng Kông lệnh ra có tính cách chung như vậy, nhưng đưa ra những biện pháp chủ động mạnh mẽ và hiệu quả hơn một cách cụ thể để giải quyết vấn đề như thế nào thì cả Tập, Hàng và Carrie Lam đều bỏ tay. Có thể vì những sinh tố giết người truyền từ Tập Cận Bình sang bà Carrie Lam trong chuyến gặp gỡ tại Thượng Hải vừa rồi, nên cảnh sát Hồng Kông đã mạnh tay bớt cò nhiều phát đạn thật vào những sinh viên đang biểu tình. Sáng ngày 11 tháng 11, tại một ngã tư ở Tây Loan Hà, làm cho mấy người bị thương, trong đó có một người trọng thương trong tình trạng nguy kịch. Tức khắc, tin dữ loan truyền nhanh trên các mạng xã hội, từng đoàn người lũ lượt xuống đường biểu tình, mọi hoạt động đều ngưng trệ, trạm metro bị phong tỏa, bến xe đò, trường học đều vắng bóng người, người dân kêu gọi đình công, công chức xuống đường, hô khẩu hiệu chống kè sát nhân. Trong liên tục 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 11, tình hình Hồng Kông rơi vào tình trạng hỗn loạn, còn vội vàng tài chánh của Trung Cộng ở Hồng Kông ngừng hoạt động. Cửa khẩu xuất hàng ra thế giới ứ động, nhiều khu phố Hồng Kông tê liệt, các trường đại học do sinh viên chủ động, với những toán biểu tình đeo mặt nạ dựng lên những chướng ngại vật, các hệ thống giao thông đều tắt nghẽn bởi các rào cản dựng lên từng toán biểu tình đập phá các cửa hàng của người Trung Cộng. Một người đàn ông bên vực cho Trung Cộng trong cuộc cãi vã, bị tạc xăng đốt cháy như khối lửa chạy trên đường. Sinh viên Trung Cộng rời trường về nhà, sợ bị sinh viên Hồng Kông hành hung, lại thêm cái chết của sinh viên Alex Chow, nhảy lầu tránh lựu đạn cây của cảnh sát tuần trước như đổ thêm dầu vào lửa. Bản chất của Cộng sản là tự tôn và kiêu ngạo. Các cơ quan truyền thông chính thức của Trung Cộng tại Bắc Kinh, Tờ Nhân dân Nhật Báo và Hoàng cầu Thời báo kêu gọi cảnh sát Hồng Kông cần cứng rắn hơn và có thể tin cậy vào sự tiếp tay của lực lượng võ trang của Trung Quốc đóng tại Hồng Kông. Phía sinh viên Hồng Kông chủ lực biểu tình, thề sẽ không đầu hàng Trong lịch sử 70 năm dựng lên chế độ Cộng sản tại Trung Hoa, chưa một lần họ phải đối diện với những thử thách chính trị nghiêm trọng như hiện nay. Đã gần 6 tháng qua, Bắc Kinh rơi vào bế tắc, không giải quyết được tình trạng Hồng Kông. Khi một sát thủ không dám tung gươm giết người, tức họ đang trong tâm trạng lo sợ. Vậy sát thủ Trung Cộng đang ở trong tình trạng bối rối, đang trao đảo trước con châu chấu Hồng Kông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự. Châu chấu Hồng Kông đã vô ông Bắc Kinh lão đảo. đảo. Thanh Trang xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kỹ sư Lê Thành Nhân.